lá số của bạn này á là mệnh thiên lương ở tỵ mà có thiên hình ở mệnh là dễ dính pháp luật lắm. Cái này anh này có số dính pháp luật này. Vâng, thì đã dính cho thầy soi cho chưa? Chắc dính rồi. Thì bây giờ dính chưa ạ? Dính rồi. Dính rồi thì một lần thì như bây giờ như thế nào thầy? Bây giờ dính rồi thì ngồi tù thôi. Thì cô đang hỏi là ví dụ ngồi tù xong thì ra thì có thay đổi không hay là như thế nào thầy? Bây giờ muốn thay đổi cho nó phải chỉnh cho mệnh cho nó. Thầy chỉ nhìn mỗi cái lá số này thầy biết tù này. Thiên lương bây giờ, nghe này. Dạ. Ở trong bộ môn tử vi ấy, cái sao cung tỵ với cung hợi người ta gọi là cung tù. Có 12 cung thì có 2 cung tù là tỵ hợi. Cứ mệnh cứ rơi vào cung đấy thì kiểu gì cũng va quẹt pháp luật. Nó lại thêm thiên hình đóng, nó lại thêm thiên hình với phi liêm ở mệnh nữa thì càng bị còng tay. Nó lại có thêm phục binh đóng cung quan lộc nữa thì càng bị phá. Nó lại ở trên đất phong thủy không tốt nữa thì càng bị phá. Đấy, nó lại bị triệt thân nữa thì càng hư. Thế cái cung tù này của nó lâu không thầy? Cung tù của nó phải hết 31 tuổi. Ủa? Thế là con ra được thì lại dính tiếp. Thế bây giờ làm thế nào thì phải làm cho con rồi. Mệt mỏi quá. Sợ chưa? Thầy cho con hỏi nhá. Thì con đã đi văn bán số cho nó rồi thì con thấy nó nghịch nghịch, con đi di căn bán số để cắt nghiệp ăn chơi để cũng phá cung tù tội rồi mà chẳng thấy được. Thì bây giờ cô giống như bị bệnh nhé, cô đi gặp bác sĩ để mổ thì cô may thì cô gặp bác sĩ mắt tay giỏi. Còn không thì cô gặp bác sĩ mà chưa giỏi, tay nóng một tí là mổ nó không được. Nên là chúng ta phải biết là mệnh một con người sinh ra nó là nghiệp của vô lượng kiếp. Cái kiếp vô lượng kiếp. Và chúng ta khi mà chỉnh một lá số thì chúng ta phải biết chỉnh 12 cung này luôn chứ không phải một cung. Thấy cung gì xấu thì chỉnh. Ví dụ mệnh nó xấu chỉnh cung mệnh, đất phong thủy kém sửa phúc đức, cung điền trạch. Cung quan lộc có sao phục binh phải giải cái cung đấy cho nó ngáng đường. Khi mà công việc của bạn ấy thuận lợi thì bạn ấy chả dính pháp luật làm gì. Đây là một người mà công việc không thuận lợi mà cái vốn cái mệnh thiên lương thiên hình ở mệnh là cực kỳ ngang bướng và bảo thủ. Dễ bị dẫn dắt bởi cái sao phục binh. Rồi cung điền trạch ở phong thủy không tốt, có đại hao là sau này phải bán nhà bán cửa vì bạn ấy luôn. Nên là phải chỉnh từng cung một cho thầy, nhớ chưa? Vâng, thế bây giờ làm như nào thì đọc cho con ghi với một này sửa phong thủy tại đất ghi vào. Hai là khóa giải sửa phong thủy. Từ từ thầy đọc chậm rồi, sửa phong thủy này. Hai nữa là phải hóa giải được sao cô thần. Hai nữa phải hóa giải được sao vong thần và sao phục binh đóng cung mệnh và quan lộc. Từ từ đã, thầy đọc chậm thôi để con đi sửa phong thủy ở đất à? Xong thì hai là gì ạ? Vong thần cung mệnh. Vong thần cung mệnh à? Phục binh đóng cung quan lộc. Phong thần cung mệnh ở đây. Phong thần cung mệnh này. Ba là gì ạ? Phục binh đóng cung quan lộc. Phục binh. Đóng cung này. Quan lộc. Còn gì nữa ạ? Còn gì nữa không thầy? Thế thôi. Ba cái đấy à? Đúng rồi. Con giải cho cháu như thế này thì sau này cái đường công việc của cháu như thế nào thầy? Thì bây giờ cô phải chỉnh cho nó dần dần, rồi được khi nó được cải tạo tốt thì ra thì nó sẽ thay đổi. Bởi vì bạn này thân cư thê, sau này nó sẽ nghe lời vợ nó lắm. Rồi lấy vợ rồi có gia đình rồi bạn ấy sẽ thay đổi, bạn ấy sẽ khác vì gia đình, vì vợ, vì con thì sẽ khác đi nhá. Thì